tổng quan lâm sàng, tổng lâm sàng thì nó họ điều trị và theo dõi. Về phần tổng quan đó, thì bệnh sán lá gan đó là do nhiễm sán lá gan lớn hoặc là sán lá gan nhỏ. Phần trình bày của em xin tập trung bệnh lý của sán lá gan lớn và có hai loại đó là Fasciola hepatica hoặc là Fasciola gigantica. Thì sán lá gan lớn thường sống ký sinh ở cây bệnh, ở động vật ăn cỏ như là cừu, dê, trâu, bò và người đó, là vật chủ tình cờ bị nhiễm bệnh do ăn sống các loại rau một chén nước hoặc là nước chưa đun sôi và có chứa ấu trùng đang sáng. Sau khi ấu trùng đang sáng đến đường tiêu hóa sẽ đến gan gây tổn thương nhu mô gan, tại đây thì cơ trú phát triển thành sán trưởng thành trong từng mật, đôi khi thì sán có thể đạt chỗ gây tổn thương những cơ quan khác ngoài gan. Thì sán lá gan đã có từ lâu nhưng lần đầu tiên được phát hiện trên người vào năm 1379 và tại Việt Nam thì chủ yếu là loại Fasciola gigantica. Về bệnh dịch tễ học thì ở Việt Nam những cái tỉnh mà có tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhiều nhất là những tỉnh ven biển miền Trung hoặc ở vùng Tây Nguyên, ví dụ như là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai. Về phần giải phẫu bệnh thì trên trên bề mặt gan nó sẽ có những cái nốt nốt vàng và nốt vàng trắng hoặc là màu xám có kích thước khoảng 2 cm và có các chấm xuất huyết, bao gan có thể dày tụ dịch, có thể có những cái ổ hoại tử về thành đường mật, túi mật có thể có dày dày thành đường mật, có thể thấy sán trưởng thành ở bên trong lòng đường mật hay trong túi mật, nó gây giãn nên tắc đường mật, có thể có vôi hóa thành đường mật hay là có sỏi bên trong. Về mặt vi thể thì nó không đặc hiệu, bao gồm những tổ chức viêm hoại tử, tổ chức vô hạn và cầu ánh quang, tổ chức xơ và tế bào liên vô. Về vòng đời của sán lá gan thì trứng trứng sán sau khi được thải từ vật chủ gặp nước sẽ phát triển thành cái ống thành thành phôi, sau đó thành ấu trùng có lông và nó có vật chủ, nó có cái chủ trung gian là loại ốc Linea. Rồi trong cơ thể của cái chủ trung gian này thì sán sẽ phát triển thành ấu trùng có đuôi. Ấu trùng có đuôi thì bơi tự do trong nước hoặc là bám vào các cây thủy sinh, rau thủy sinh và sau đó con người ăn vào sẽ bị nhiễm bệnh và tiếp tục chu trình của trứng sán. Và có các giai đoạn là giai đoạn xâm nhập vào nhu mô gan, rồi khi con người ăn sống các loại rau một miếng nước hoặc là uống nước có nhiễm ấu trùng gan sán thì ấu trùng sán sẽ đến dạ dày, đến tá tràng, sau đó tự tách vỏ và xuyên qua thành tá tràng và qua khúc mạc đến gan, nó đục thủng bao gan và xâm nhập vào nhu mô gan gây tổn thương gan. Giai đoạn này là giai đoạn kích thích cơ thể vẫn miễn dịch nhiều nhất. Rồi lúc này thì tổn thương trong nhu mô gan sẽ bao gồm hoại tử áp xe, là khi sán no di chuyển trong gan thì nó sẽ ăn và phá hủy cái nhu mô gan gây xuất huyết, gây viêm, có thâm nhập nhiều tới tế bào bạch cầu ánh quang và hoại tử và các ổ viêm và ổ hoại tử trong nhu mô gan tạo nên các ổ áp xe có kích thước từ 0,5 đến 2 cm và các ổ áp xe này tập trung lại tụ lại tạo thành một ổ áp xe lớn. Và khi di chuyển trong nhu mô gan thì sán no có thể gây nhiều ổ hoại tử dạng nốt nhỏ hoặc là dạng đường ống dài từ 3 đến 5 cm giống như một đường hầm không có thành và không có đường bò rõ. Tiếp theo là giai đoạn xâm nhập vào đường mật. Giai đoạn này thì từ sau giai đoạn xâm nhập vào gan khoảng từ 2 đến 3 tháng thì sán xâm nhập vào đường mật, đây thì sán trưởng thành và đẻ trứng và sán có thể ký sinh và gây bệnh trong nhiều năm, có thể tới 10 năm nếu không được phát hiện và điều trị. Về tại đường mật thì sán sẽ gây những tổn thương ở biểu mô đường mật, gây tắc mật, viêm và xơ hóa đường mật thứ phát, có thể gây ung thư biểu mô đường mật. Ngoài ra thì đôi khi sán chưa trưởng thành sẽ lạc hướng đến các cơ quan khác như là ở dưới da, phổi, màng phổi, và khi sán di chuyển qua các bao gan, bao lách màng phổi hay là màng tim á, thì gây viêm dày và tụ dịch các màng bao này. Đây là trường hợp sán lá gan lạc chỗ dưới da, trường hợp này được Medit báo cáo năm 2005. Về lâm sàng sẽ có giai đoạn ủ bệnh là trung bình khoảng 6 tuần, dao động từ khoảng 2 cho đến 13 tuần, là tính từ khi nhiễm cái ấu trùng gan sán cho đến khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên, tương ứng với khoảng thời gian từ ấu trùng thoát kén xuyên qua thành ruột và đi vào khoang màng bụng, và thời gian này tùy dài hay ngắn tùy thuộc vào số lượng ấu trùng và đáp ứng của cơ thể. Tiếp theo là giai đoạn nhu mô gan là khoảng 2 tháng. Trong giai đoạn này thì có sự phá hủy cơ học trong nhu mô gan và phúc mạc do sự di chuyển của sán non gây nên những vẩn dị ứng và gây độc tại chỗ. Các triệu chứng lâm sàng thường có là đau bụng, sốt, đêm ăn, mệt mỏi, sổ cân, rối loạn tiêu hóa, nổi bề đai, ngứa. Một số triệu chứng khác như là khó thở, tức ngực,
hay là các triệu chứng thần kinh. Một số trường hợp thì có thể là phát hiện tình cờ khi khám siêu âm bụng và đánh giá hạn đường mật, biểu hiện một tình trạng viêm tắc nghẽn đường mật thì sẽ có cơn đau vận mật, vàng da, gan lát to, thiếu máu. Nếu không có biểu hiện ở đường mật thì các triệu chứng nó thường âm ỉ, khó phát hiện, và việc phân định rõ giữa các giai đoạn cấp và mãn tính cũng rất khó vì có sự trồng lắp của hai giai đoạn này. Một số trường hợp thì có thể có biểu hiện viêm tụy cấp. Trong những trường hợp mà sáng gan lạc chỗ thì các biểu hiện lâm sàng có thể có như đau, đau khớp, đau cơ, đỏ da, có thể có ho, khó thở và có thể thấy sáng lạc chỗ. Về cận lâm sàng có xét nghiệm máu là bạch cầu có thể tăng bình thường, thứ hai là bạch cầu ái toan tăng có thể lên đến trên 8%. Nếu ở giai đoạn mãn tính thì có tắc nghẽn viêm và tắc nghẽn đường mật thì bilirubin tăng và xét nghiệm phân tìm trứng sáng nên là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên tỷ lệ này là rất thấp. Người ta giải thích đó là tỷ lệ thấp đó là do cái quá trình bệnh thì khi nào mà sáng cái sân trong đường mật hoặc trứng mật nó mới trưởng thành và mới đẻ trứng thì mình mới tìm thấy được trứng sáng trong phân được. Về các phương tiện chẩn đoán hình ảnh là cũng có siêu âm, CT và MRI. Thì siêu âm có ưu điểm là nó đơn giản, chi phí thấp, đó là phương tiện sẵn có ở các cơ sở y tế, có thể phát hiện và chẩn đoán những tổn thương gan mật sớm, có thể tiến hành thăm khám nhiều lần nên dễ thực hiện, dễ theo dõi và điều trị. Tuy nhiên thì siêu âm cũng có một số nhược điểm như là khó xác định ở các tổn thương ở giai đoạn đầu nhu mô. Là ở những giai đoạn nhu mô ấy, thì những tổn thương ở gan chỉ là những cái nốt và thâm kém thôi, nó không có đặc hiệu và khó tiếp cận được những tổn thương nhỏ và những tổn thương ở sát cơ hoành, và khả năng phân biệt ranh giới của tổn thương cũng như là chẩn đoán phân biệt với một số bệnh lý gan mà khác trên sao sẽ kém hơn so với CT. Đây là hình ảnh một tổn thương sáng lá gan ở giai đoạn nhu mô. Thì tùy theo từng giai đoạn thì hình ảnh tổn thương sẽ có nhiều hình ảnh khác nhau. Ở giai đoạn nhu mô gan đó thì nhu mô gan nó sẽ không đồng nhất, nó có những cái ổ echo kém này, kích thước khoảng từ 0,5 đến 2 cm, nó phải âm kém, có thể là phải âm hỗn hợp. Và sau đó thì các nốt tổn thương nó sẽ tập trung thành một đám hay là nhiều thành hình chùm nho, và có thể có những cái tổn thương hình ống và âm kém giống như một đường hầm dài từ 3 đến 5 cm dạng vạch to. Đôi khi thì một tổn thương có cấu trúc phản âm hỗn hợp, phản âm kém hoặc là tăng âm xen lẫn với nhau, thường gặp ở những bệnh nhân mà đã được điều trị ở giai đoạn hồi phục. Vị trí của tổn thương có thể sát bao gan hoặc dọc theo đường mật hay là ở vùng rốn gan, và các tổn thương dạng nốt, dạng hình ống hay đường hầm này có thể rải rác tập trung chồng lên nhau tạo thành những đám tổn thương kích thước lớn hơn và ở vùng trung tâm tổn thương có thể hóa dịch. Đây là hình ảnh siêu âm của ca lâm sàng thứ hai. Trên siêu âm khoảng hạ phân thùy 6-7 sẽ có một khối tổn thương echo kém không đồng nhất, giới hạn không rõ. Và bên trong sẽ có những cái ổ echo kém tập trung lại có thể có hóa dịch bên trong. Và tiếp theo là giai đoạn đường mật thì hình ảnh siêu âm sẽ làm trong tổn thương, nhưng tổn thương trong nhu mô gan có thể vẫn tồn tại hoặc là thoái lui trong cái giai đoạn đường mật. Hình ảnh chủ yếu trong giai đoạn này là dày thành đường mật, túi mật có giãn nhẹ đường mật. Ít gặp hơn là có thể thấy hình ảnh phải âm dày, không có bóng lưng trong lỗ túi mật hoặc là đường mật là do sáng ký sinh hoặc là chết trong đường mật. Nặng hơn có thể gây tình trạng tắc mật. Đôi khi thì có thể thấy hình ảnh sáng còn di động bên trong đường mật hay túi mật. Như trong trường hợp ca lâm sàng thứ hai của chúng tôi thì cái túi mật ta nó thành nó dày vùng nề lên, dịch bên trong nó có hồi âm dịch lợn cợt và có những cái cấu trúc sinh âm ở trong lòng, nghi là do sắc sáng. Đây là hình ảnh 2 tuần tiếp theo theo dõi. Và đây trường hợp cục máu đông trong ống mật chủ. Đây, những hình ảnh ít gặp hơn đó là tụ dịch quanh bao gan, dưới bao gan hay là bao gan dày lên, có thể có hạch hạch ở vùng rốn gan, đầu tụy có thể có dịch màng phổi, dịch màng tim. Về chẩn đoán xác định của bệnh lý sáng lá gan là dựa vào yếu tố dịch tễ, thứ hai là dựa vào dấu hiệu lâm sàng, thứ ba là cận lâm sàng, có xét nghiệm cái thanh chẩn đoán sáng lá gan dương tính, xét nghiệm tìm thấy trứng sáng trong phân, nhưng tỷ lệ này thì rất thấp, hay là bạch cầu ái toan tăng trên 8%. Và trên hình ảnh thì có những hình ảnh đặc trưng như là trên xe ông sẽ thấy có ổ giảm âm hay là ổ hợp âm tập trung ở từng đám,
Tương tự như trên hình ảnh CT cũng có những cái tổn thương thành đám hình chồi nho trên CT. Đặc hơn là hình ảnh dày bao gan tương ứng với vị trí thương tổn hoặc là hình ảnh tù dịch quanh bao gan dưới bao gan. Về phần chẩn đoán phân biệt đó, đầu tiên là chẩn đoán phân biệt với một bệnh lý áp xe gan như vi khuẩn. Vi khuẩn thì về lâm sàng á, sẽ có dấu hiệu nhiễm trùng, đau bụng, gan to. Về xét nghiệm á, trong áp xe gan do vi khuẩn thì có bạch cầu tăng và có cái máu dương. Về hình ảnh á, thì vị trí của tổn thương áp xe gan do vi khuẩn thường ở gan phải và đa số là ở phân kỳ sau. Và các ổ trên siêu âm sẽ thấy các ổ giảm âm có kích thước nó lớn hơn so với kích thước của tổn thương trong sáng lá gan, và thành nó dày hơn và dịch nó ít đồng nhất hơn so với các tổn thương của sáng lá gan, và có thể thấy có hơi bên trong. Như đây là trường hợp áp xe gan do vi khuẩn có vỏ bao dày, dịch bên trong lợn cận. Và chẩn đoán phân biệt thứ hai đó là áp xe gan do amip. Áp xe gan amip giờ là giờ lâm sàng có sốt cao, sau đó thì sẽ sốt tình trạng sốt sẽ giảm, có đau bụng, gan to và đặc trưng là giọt mủ có màu nâu. Xét nghiệm tôi biết là chẩn đoán amip dương tính, và vị trí tổn thương của áp xe gan do amip cũng thường ở gan phải và nó thường đơn ổ hình tròn hình oval, và dịch bên trong tôi nói là có hơi âm bệnh hơn so với áp xe gan do vi trùng. Đây là trường hợp áp xe gan do amip. Đây là trường hợp áp xe gan do vi trùng, ca này mới được nhập viện và mới được chọc hút ngày hôm qua. Trên đây thấy có tổn thương khoảng hạ phân thùy 7, có vỏ bao dày, dịch bên trong lợn cận. Đây là hình ảnh vỏ bao dày lên và được chọc hút ra mủ. Rồi, chẩn đoán phân biệt tiếp theo là dạng nhiễm nấm. Tình trạng nhiễm nấm thì về lâm sàng thì thường là ở những trẻ mà suy giảm miễn dịch, và về tổn thương thì vị trí tổn thương là có nhiều ổ, nhiều nốt echo kém, rải rác khắp hai thùy của gan luôn, có thể thấy là ở gan, lách và cả thận luôn. Và những đặc điểm của những cái nốt này có thể là hình vòng trong vòng hoặc là hình mắt bò. Hình vòng trong vòng đó là do có vỏ bao sơ bên ngoài echo kém, kế đến là cái lớp tế bào viêm echo dày và ở trong là cái ổ hoại tử. Rồi hình ảnh mắt bò là có tình trạng dày lên cái ổ echo kém, có cái nốt dày hơn ở bên trong, nó tình trạng sơ hóa, tình trạng vôi hóa. Ngoài ra thì cũng cần phân biệt với một cái ung thư gan di căn thì nó cũng có những cái nốt echo kém. Tuy nhiên những trường hợp này thì trong giai đoạn nhu mô thì mình khó phân biệt, chứ trong giai đoạn mà rõ rồi những cái tổn thương của sáng lá gan rất là đặc trưng, đó là những cái ổ nhỏ nó tụ lại thành hình chồng nho, lúc đó là những tổn thương này sẽ đặc hiệu hơn. Về điều trị thì điều trị đặc hiệu là triclavenol với liều lượng là 10 mg một kg cân nặng một ngày duy nhất. Theo một số tài liệu thì có thể lập cái liều thứ hai với liều là 20 mg một kg cân nặng khi làm 2 lần một ngày, và có và thuốc này có một số chống chỉ định và tác dụng phụ. Về theo dõi thì các triệu chứng lâm sàng nó thường giảm nhanh trong vòng từ 10 ngày sau điều trị và thường hết triệu chứng sau 1 tháng. Các xét nghiệm về bạch cầu ái toan thường giảm chậm và xét nghiệm ELISA thường vẫn còn dương tính sau điều trị. Về hình ảnh theo về theo dõi hình ảnh thì siêu âm là kỹ thuật hình ảnh không xâm lấn hữu ích để mà theo dõi các tổn thương của nhu mô gan sau điều trị. Thường sau điều trị thì các tổn thương nó sẽ sơ hóa, kích thước sẽ thu nhỏ dần sau 3 đến 6 tháng. Và trong những trường hợp mà hình ảnh siêu âm không thay đổi hoặc là tăng kích thước, cần phải xem xét tổn thương phối hợp như là áp xe hóa do bệnh nhiễm hoặc là trên nền mà có ung thư gan. Sau điều trị thì hình ảnh sơ hóa tạo thành các nốt phản ánh kém hay hỗn hợp và có thể có hoại tử. Như trong trường hợp này là theo dõi ca lâm sàng của ca thứ hai, lúc đầu thì kích thước khoảng 5 cm thôi, sau đó theo dõi thì kích thước tăng lên lần siêu âm này đến khoảng 9 cm. Và theo dõi những cái biến chứng như là cục máu đông trong đường mật. Đây là hình ảnh cục máu đông trong mật gây giãn đường mật khoảng đến 16 mm, và giai đoạn và siêu âm ngày hôm qua thì còn khoảng 8 đến 9 mm, và các cục máu đông trong lòng đường mật nó cũng giãn dần. Rồi, kết luận lại thì lâm sàng của bệnh sáng lá gan thì chủ yếu lâm sàng không đặc hiệu, có thể nhầm với những cái bệnh lý gan mật khác.
và đặc điểm của siêu âm của nhiễm sán lá gan gồm có gan không thống nhất, có nhiều tổn thương, giảm âm, giới hạn không rõ, hoặc đưa không tăng sinh mạch máu, có giãn đường mật, có chạy thành túi mật, có nhiều hạt phản âm, không có bóng lưng, túi mật bỏ mật chủ, có vì đà hạt phản cửa, và có thể có tổn thương ở ngoài gan như dày thành ruột, dày mạch nối, vì đà hạt phản cửa là quanh gan. Về biến chứng của cái bệnh sán lá gan á, có thể gây viêm, gây viêm, gây xơ hóa đường mật, có thể ung thư đường mật, đó là tiêu chuẩn ung thư đường mật. Tuy nhiên ca lâm sàng thứ hai chúng tôi thì có cái là có hình ảnh là túi giả bình mạch máu ở trong gan, thì có tiếng tài liệu ở trên mạng nhưng mà vẫn không chưa có ghi nhận được trường hợp nào này.